Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của đồng chí Sùng Thìn Cò, vị tướng với những phát ngôn sốc. Ông Sùng Thìn Cò sinh ngày 13 tháng 6 năm 1959, là một tướng lĩnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm thiếu tướng, nguyên phó tư lệnh quân khu 2. Ông hiện là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang. Ông Sùng Thìn Cò sinh ngày 13 tháng 6 năm 1959 ở xã Nghĩa Thuận, huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang. Ông là người dân tộc Hờ Mông. Ngày 5 tháng 8 năm 1982, ông Sùng Thìn Cò gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông có bằng cao cấp lý luận chính trị. Về trình độ chuyên môn, ông có bằng cao đẳng cao cấp quân sự. Ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, tỉnh Hà Giang. Thiếu tướng Phó Tư lệnh Quân khu 2, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa 14. Thiếu tướng Sùng Thìn Cò là vị đại biểu có những phát ngôn gây sốc nghị trường. Nói về nhiều vấn đề liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, ông có những phát ngôn, tài sản bất minh, thì có nhiều vấn đề, mất nhiều thời gian vì cần quá trình điều tra, xác minh và kết luận về một con người không hề đơn giản bởi còn liên quan đến sinh mệnh chính trị, nghề nghiệp của người ta. Không thể nói linh tinh mà phải chính xác, đại biểu Quốc hội Sùng Thìn Cò nêu. Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, việc thu hồi tài sản của những vụ án tham nhũng rất thấp. Phân tích nguyên nhân này, ông Sùng Thìn Cò cho rằng chủ yếu là do mình chưa cương quyết thôi. Anh đã tham nhũng tài sản thì những thứ đó chẳng nhẽ có cánh mà bay. Nó chỉ có vào những người thân, người quen, vào những chỗ quen biết, chứ chả đi đâu. Về việc Ủy ban Tư pháp cũng từng chỉ ra có những tham nhũng trong cơ quan chống tham nhũng. Đại biểu Sùng Thìn Cò thừa nhận điều đó. Điều đó là đương nhiên, không tránh khỏi bởi cái gì cũng có hai mặt. Do đó, vị thiếu tướng quân đội cho rằng lực lượng đi xác minh các tài sản đã bị tham nhũng phải là những người thực sự liêm chính, chí công vô tư mới làm được, còn nặng về vấn đề, mục đích gì đó thì sẽ không làm được. Ví dụ, ngày xưa tôi ở đơn vị, các đoàn kiểm tra thanh tra lên thanh tra, tôi rất liêm khiết. Các anh em cứ làm nghiêm túc, tôi sai ở đâu các anh xử lý, nhưng ngược lại, các anh không được đòi hỏi cái gì và nếu đòi hỏi tôi sẽ xử lý các anh. Thế là hai bên thông cảm, hiểu nhau nên qua các lần thanh tra, kiểm tra, đưa ra tập thể, cán bộ chiến sĩ công khai thì thừa nhận không có vấn đề và nếu có vấn đề thì xử lý ngay. Cũng theo đại biểu Sùng Thìn Cò, nếu phát hiện những trường hợp tiêu cực thì theo chủ trương của Đảng Nhà nước phải thay thế ngay, cho nghỉ việc không thể dùng được. Đại biểu Sùng Thìn Cò là một đại biểu có nhiều phát ngôn thẳng thắn trước nghị trường về việc đấu tranh chống tham nhũng như kê khai tài sản ba đời, phát phiếu thăm dò tín nhiệm, cán bộ phải không thích tiền, không đòi gái đẹp. Ông khẳng định mình phải liêm khiết, còn mình đã không liêm khiết thì nói sao được. Ông Sùng Thìn Cò cũng cho biết sau các phát biểu, ông chưa gặp áp lực gì. Tuy nhiên, ông chia sẻ trong cuộc chiến cũng phải có cái được, cái không, chứ không phải được hết. Và tất cả các vấn đề tiêu cực tôi biết được, tôi sẽ phát biểu, tôi không trừ một loại gì, kể cả tệ nạn xã hội. Trong một thảo luận về dự luật phòng chống tham nhũng sửa đổi, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò cho rằng tham nhũng đang làm mất niềm tin của người dân. Lúc này là lúc chúng ta cần trị người để cứu nước trước giặc nội xâm tham nhũng. Thiếu tướng Sùng Thìn Cò nói và cho rằng tham nhũng bây giờ không chỉ là những người có chức có quyền mà công chức bình thường cũng có thể tham nhũng. Do đó, việc mở rộng diện kê khai tài sản là phù hợp. Đã là cán bộ công chức thì phải kê khai. Có thể chúng ta không giám sát hết, nhưng chúng ta sẽ lựa chọn những đối tượng làm ở những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao để giám sát, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò góp ý. Đáng chú ý, Thiếu tướng nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 2 nói: "Tôi cũng như các đại biểu Quốc hội ngồi ở trên nghị trường, cơ bản chúng ta có khuyết điểm với dân dân. Khi đề cập đến việc thực thi pháp luật về công tác phòng chống tác hại của rượu bia, lẽ ra khi luật có hiệu lực, chúng ta phải tăng cường công tác tuyên truyền, nói rõ với nhân dân rằng ngày này, giờ này, Nghị định 100 có hiệu lực, bà con khi tham gia điều khiển phương tiện giao thông không được uống rượu, nhưng mình không tuyên truyền đến nơi đến chốn, mình biết nhưng bà con không biết, cho nên bà con bị bất ngờ." Đại biểu Sùng Thìn Cò nói và cho hay, khi bà con không biết, ra chợ uống rượu, rồi điều khiển phương tiện giao thông, bị lực lượng chức năng xử phạt,
từ 6 đến 8 triệu đồng thì người dân không có tiền, lại phải đi vay chỗ này, chỗ kia để nộp phạt. Tôi nói với các đồng chí là đối với chúng ta, 6-7 triệu không to, nhưng đối với người dân, đấy là một số tiền rất to, đặc biệt là những người dân ở vùng cao. Cho nên chúng ta cần phải nhìn nhận rằng, chúng ta là đại biểu của dân, chúng ta phải rút kinh nghiệm nghiêm túc, đặc biệt là những cái liên quan đến túi tiền của dân, thì càng phải tuyên truyền giáo dục đến nơi đến chốn, đại biểu Sùng Thìn Cò nhấn mạnh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.